Như vậy là một lựa chọn cũng khá là quen thuộc. Một con tướng mà thực ra là mùa giải này có rất là nhiều những tình huống bên phía các đối thủ của Genji đã phải cấm nó khỏi tay của Jovi. Anh ta cực kỳ tỉnh với lựa chọn Koki này. Một điều rất đơn giản, Koki thì bạn cần phải có nhiều đồ. Mà với Jovi thi đấu, đặc biệt là trong khoảng thời gian 2 tuần thi đấu gần đây, thì cái chức năng siêu cấp dọn lính của Jovi đã được kích hoạt trở lại, khi mà anh ta liên tục có những cái ván đấu vượt trội hơn thời gian tới tầm 20-30 chỉ số lính. Thì Koki, do đó Koki của anh ta khó chịu hơn những con Koki khác, là bởi vì nó đến ngưỡng sức mạnh nhanh hơn, với một tốc độ farm tốt hơn. Họ sẽ cố gắng là không để cho Paige là người sẽ lao lên với những tình huống cấu diệt, bởi vì bây giờ họ lựa chọn đội hình như thế này thì đã không có cho mình một cái bức tường thành thật sự là vững chãi rồi. Thật ra Na theo như là Na khi, sau khi mà biến thành Na khổng lồ thì cũng sẽ có được thêm cho mình những cái chỉ số chống chịu. Tuy nhiên thì nếu như mà so sánh với dạng như kiểu là Udyr hay là Kassante thì có thể cũng sẽ không bằng. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với trận đấu lượt về giữa Genji và DK trong khuôn khổ của LCK mùa xuân 2024. Đây là giai đoạn vòng bảng và giải đấu chúng ta được nắm giữ bản quyền bởi BoxBot. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi bằng cách là để lại những like, follow và sub cho những kênh phát sóng chính thức của giải đấu mà các bạn đang theo dõi. Còn quay trở lại với ván đấu này thì bên phía của Genji hiện tại do tự tin, họ cực kỳ tự tin với khả năng đi đường của mình. Tại vì bên phía DK họ đang có cho mình những cái phản ứng rất là tốt ở trong những cái phút thi đấu vừa qua, khi mà cái áp lực ở khu vực đường giữa đang là tốt hơn. Đường dưới thì Em Minh cùng với cả Kelly đã đẩy rồi, sau đó thì họ bấm biến trở về nhà rồi. Thì cái khả năng kiểm soát rồng gần như sẽ là 100% dành cho Lucid và những người đồng đội. Còn trong khi đó thì Kenyon buộc phải đánh đổi thôi. Tầm này thì lên khu vực ở trên của bản đồ tấn công vào bầy sâu hư không ở đường trên, chuẩn bị có giao tranh nổ ra. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì Kin đã đạt cho mình cấp 6, Kingen cũng đã có cấp 6, đang có trao đổi chiêu thức rất là căng thẳng. Kingen đang mất hơi nhiều máu, anh ta đang phải đi bộ về, vẫn rất bình tĩnh, không cần phải dùng cú nhảy vội. Nhưng khi mà chuẩn bị hết Na khổng lồ thì sẽ nhảy về và sau đó bấm biết trở về nhà mà thôi. Kin có cơ sở để tự tin trong tình huống vừa rồi. Từ từ đã, kêu lên mất nhiều máu vậy, nhưng mà có Em Minh đứng kế bên. Kaelin vẫn còn hai phát bổ trợ rất tự tin luôn. Showmaker cũng đang di chuyển xuống. Lý do tại sao Kaelin không sợ là tại vì đường giữa của họ đã di chuyển gần tới rồi. Lucid cũng đang đứng đợi. Lehen cấm mắt. Có dịch chuyển hỗ trợ hay không? Bắt buộc phải có dịch chuyển. Kingen sẽ không ngăn chặn pha dịch chuyển này, bởi vì nếu như Kin xuống đây thì anh ta sẽ có khoảng trống ở khu vực đường trên. Genji vẫn đang tiến lên, bắt tay thành công. Thần ca sấu gấu được thả và đó là chiến công đầu cho DK. Jovi vẫn đang liên tục gây sát thương phía bên này. Kenyan đang tiến tới, bay lướt thẳng lên và bắn. Đội hình DK đang cố gắng dắt díu nhau về, nhưng Kenyan đã ôm lại được một người, đó là Lucid. Lucid hộ thể về phía sau. Emin nhảy múa liên tục, sóng âm đã trúng với Lucid, dứt điểm được bay. Anh ta tiếp tục tiến lên, đồng đội của ta ở ngay kế bên. Cú cánh có được kích hoạt hay không? Không có. Nhưng Jovi cũng đã nằm xuống, DK vẫn lời. Nhìn vào cái thế trận này và nhìn vào việc Jovi vừa mất tốc biến, đây có thể là một con Baron, một con rồng dành cho bên phía của DK. Đây, Kenyan đã lên cánh trên. Jovi mặc dù có gói hàng nhưng việc không có tốc biến sẽ rất là hạn chế khả năng giao tranh của Genji. Thì họ chỉ có thể cố gắng trao đổi mục tiêu ở phía cánh trên mà thôi. Tuy nhiên đang cần phải đợi, DK đang cần phải đợi cái đợt lính đường dưới của mình được đẩy đã. Jovi đã đi ngang qua rất nhiều tầm nhìn của DK. Thì vấn đề là Kingen sẽ lui về như thế nào mà thôi. Và bên này gấu được thả, Kingen là người bị bắt lại. Một điểm hạ gục nữa cho Lucid. Lucid đang thật sự tỏa sáng và đây là khu vực đường trên bị tấn công. Kingen đang người bị bắt nạt nhưng anh ta có thể về được bằng cú nhảy của mình. Rất đơn giản tới từ bên phía của Kingen. Đường dưới thì sao đây? Lucid đang đứng chờ thêm một nhịp nữa. Lính đang bị đẩy vào. Lần này thì có lẽ là không cần tới Showmaker đâu. Paige còn tốc biến. Chiêu cuối của Lehen cũng đang còn. Hợp chất được thải ra. Và thậm chí rằng là chính Lehen cũng đã bị dính. Lehen tung ra cho mình chiêu cuối. Đang cố gắng xả sát thương ngược trở lại. Nhưng có cứu cánh. Tốc biến tới từ Lucid và Lucid được cứu trong pha này. Một điểm hạ gục nữa dành cho Em Minh khi mà Lehen là người nằm xuống. DK xử lý rất tốt kèo đường dưới. Pha xử lý nó có phần hơi mạo hiểm và tham lam đến từ bên phía của DK. Họ không dứt điểm nhanh một mục tiêu mà họ chia sát thương ra hai chỗ. Họ vừa muốn dựa vào cái cú cánh để có thể ăn tham trong pha vừa rồi. Và họ đã thành công trong việc dứt điểm cả hai thành viên của Genji ở khu vực cánh dưới mà không mất đi Lucid, với việc cú cánh đã được kích hoạt thành công và đúng một chấm máu còn lại khi người đi rừng của DK lui ra. Nó hơi mạo hiểm một tí nhưng nó đem lại một cái kết quả mỹ mãn cho DK. Nhưng vẫn có cái giá phải trả. Genji đã tìm được con rồng đầu tiên của mình. Giờ đây thì Emin cực xanh luôn nha. Đường giữa Showmaker mặc dù cũng chưa có mạng nhưng anh ta cũng đang rất thoải mái trong việc soát được Jovi. 14 phút đầu tiên trôi qua và DK đang có lợi thế. Jovi là người bị giữ chân lại. Những ngọn giáo đã găm vào quá nhiều hợp chất điên loạn thảy ra và Jovi gục ngã. 8-1 cho DK rồi. DK đang... Tôi không biết có phải là DK không nữa.
Một màn trình diễn thật sự quá áp đảo của DK trước một Gen Z đang có chuỗi thắng. Và ôi, Canyon bị gấu đánh. Canyon đu vào gấu. Gấu đang dí theo. Lucid tới và điểm hạ gục thứ 5 dành cho Lucid. Đúng thật là cậu em sinh năm 2005 của nhà DK tỏa sáng thật rồi. Được qua 14 tháng 2 rồi mà sao Canyon ra đường giữa kiếm sâu mấy cơ tặng quà hoài thế. Nghiêm túc, Canyon đánh như mơ ngủ trong những phút vừa qua khi mà anh ta cứ đi rất là ngây thơ trước mặt Annie và Lee Sin. Đó đã là lần thứ hai anh ta phạm sai lầm đó rồi. Và những điểm hạ gục nó cứ đang trôi liên tục về tay của NVDK. Kim sẽ ngăn chặn Lucid lại, nhưng mà có hạt không nổ. Canyon đang di chuyển ra. Hạt không nổ đã bị đánh về phía Canyon. Canyon ôm Lucid lại. Chovy đã tới. Và Lucid sẽ là người nằm lại trong pha này. Và bây giờ cái khoảng cách của Aiming và Paige đang rất là lớn rồi. Cái bài toán đặt ra cho Lucian trong tay của Paige là cần có được một giai đoạn đi đường ổn định, nhưng mà đang không thực sự làm quá tốt cho lắm. Và bên phía của Genji họ đang muốn chuyển hướng. Họ đang muốn tấn công một người Kingvin. Kingvin ấy bị... Ôi! Wow! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ngưng nhận đấu. Chắc cho tôi cái pha này là cái... Đó là... Wow! Đó là con Koki đã có hai món trang bị rồi. Hai món trang bị lớn. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đang há hốc mồm vừa rồi thì DK họ đã đẩy được con sứ giả vào trụ hai đường dưới từ bên phía của Genji rồi, và họ cũng đã tiến ra để kiểm soát cho mình con rồng. Tuy nhiên bây giờ và tốc biến lên, tốc biến rất nhanh từ Lehen, nhưng vẫn có làm choáng. Lehen giải cho mình chiêu thức, bắt đầu là đu vào, bị sút ra tới từ Canyon. Faye đang bị tấn công, Faye bị bắt tay giật về và Faye nằm lại trong pha này lần thứ ba ở trong trận đấu này rồi. Như vậy quyết định xử lý kỹ năng của Showmaker, xin lỗi Showmaker, vừa rồi pha của bạn xử lý là chính xác hơn. Anh ta đã tung ra quy trước để có thể đoán ý đồ rút lui của đối phương sử dụng tốc biến, sau đó anh ta mới thả gấu, thì pha xử lý đó mới là chính xác để có thể đem lại pha giao tranh thành công dành cho bên phía của DK. Họ tiếp tục giữ được lợi thế của mình. Họ đang áp lực thẳng vào. Aiming đang bị đu lại, nhưng anh ta có đồng đội, anh ta bị đẩy về phía của Genji, nhưng đồng đội của anh ta đã tới. Sóng âm lần này không trúng, đội hình của DK không bắt được thêm ai cả. Những cái pha chọn vị trí của Aiming cũng có thể sẽ khiến cho người hâm mộ của DK hơi lo lắng một chút. Và đó là điều mà Aiming sẽ cần phải lưu ý. Bởi vì bây giờ anh ta đang cầm rất là nhiều tiền, anh ta đang cầm rất nhiều tài nguyên của bên phía D+Kia. Và anh ấy cũng đang là đầu tàu về nguồn sát thương nữa. Đây là Kalista, hai món trang bị lớn. Để xem liệu rằng Aiming sẽ có bao nhiêu khoảng trống để có thể thả giáo. Và đây là Pay có thể gặp nguy hiểm. Hất tung ba người cực kỳ đẹp, cứ định mạnh vẫy gọi. Và đây là cú chiêu cuối hợp trên đoạn được bung ra quá tuyệt vời. Lehen thấp máu, Lehen nằm lại, cố lướt về tới từ Pay, nhưng mà Pay vẫn phải dùng tốc biến. Trước đó thì Canyon cũng với cả Lehen đã ôm nhau lên bảng điểm số rồi. DK mở giao tranh chớp nhoáng, quá hay. Aiming và Kellen thì đấu rất điên rồ ở trong tình huống vừa rồi. Bộ đôi đường dưới của DK đã có một pha mở giao tranh mà tôi nghĩ rằng nó khiến cho Genji bị giật mình. Họ không tưởng tượng được DK lại đánh hăng máu đến như vậy. Và sự mạo hiểm đó, sự đột biến đó của DK đã đem lại thành công. Nhưng họ vẫn phải quan tâm tới một điều là có giữ được con Baron này hay không. Kim đã dịch chuyển tới trước khu vực hàng Baron. Và giờ đây thì đội hình của Genji cũng đang tiếp tục tràn tới. Rất nhiều giáo găm vào con Baron này. Nó sẽ là Baron dành cho DK. Sau đó họ tràn ra Kingen Hoa Na khổng lồ. Nhưng Genji đã lui về được. Kellen cũng có mặt, dừng lại ở việc giúp đồng đội của mình lui về an toàn. Bây giờ thì cái khoảng cách đã là 6.500 vàng phiêu DK rồi. Họ đang nắm hàng tấn hàng tỷ lợi thế ở trong tay với liên tiếp những pha mở giao tranh tốt. Và rồi Lehen đi một mình, bị Insect về. Insect cực kỳ chuẩn chỉ từ Lucid. Và cậu em út nhà DK thi đấu quá hay trong ngày hôm nay. Showmaker sẽ bị đổi mạng, nhưng mà DK họ vẫn hoàn toàn có thể hài lòng được mà thôi, bởi vì họ sẽ giữ được cái nhịp đẩy ở khu vực giữa. Không biết có lời hay không, tại vì việc mất đi Showmaker sẽ làm hạn chế bớt cái khả năng tận dụng bộ lợi Baron từ bên phía của DK. Chúng ta cùng xem lại pha mở cực kỳ đẹp đến từ Aiming và Lehen. Định mệnh vây gọi được kích hoạt. Kellen đã lao vào giữ chân tới 4 người của đối phương lại. Canyon bắt buộc phải tung ra một tình huống W để giữ chân đối phương, nhưng cái giá phải trả là anh ta cũng nằm xuống rất nhanh. Chovy kẹt lại, hạ gục Showmaker xong, Chovy phải trả giá ngay lập tức với điểm hạ gục tiếp theo thứ 14 cho DK. Con Lee Sin này nó ăn tới 6 mạng rồi thì phải, cho nên lượng sát thương mà Lucid đang có rất là nhiều. Showmaker thì có một tình huống đẩy hơi mất tập trung một tí, nhưng đồng đội của anh ta với những cái cổng hashtag thì Kingen đã có mặt khu vực cánh trên rất là nhanh để chặn đường về của Chovy. Sau đó thì Aiming với lại Kellen và cả Lucid cũng có mặt để có thể dứt điểm Chovy. Quay trở lại với ván đấu này thì mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của DK. Đội hình của họ đang dẫn trước rất nhiều, 47.000 so với lại 40.000 của đối phương. Giờ đây nhiệm vụ của họ sẽ tiếp tục hướng tới việc lăn cầu tuyết, cụ thể là ở trụ hai khu vực đường giữa.
Emin vẫn đang nhảy múa liên tục trước mặt đội hình đối phương. Chuby lúc này đang cầm gói hàng, anh ta phải cẩn thận. Và Lucid đang đứng chờ ở đây, cần phải có tầm nhìn của Genji nhá. Genji kiểm soát tầm nhìn không thực sự tốt, bởi vì thật ra là họ không di chuyển được. Họ bước ra đến bụi cỏ thôi là ngay lập tức có một cú sóng âm nó lao thẳng ra rồi. Họ buộc phải dè chừng, họ buộc phải cố gắng đi cùng nhau để tìm kiếm một vài những cú cấu rỉa tới từ Chuby. Chuby sẽ cần phải rờ đẹp hơn, nhưng trước hết là anh ta cứ phải là dọn lúa đã, làm thêm một cái bãi lúa ở khu vực đứng giữa. Sau đó là quyết định của Genji là thôi, con rồng này mặc kệ nó vậy. Có tầm nhìn, họ không có nhiều tầm nhìn ở khu vực sông, cho nên họ bắt buộc phải buông bỏ con rồng đó. Tôi không biết có nói sớm hay không, có lẽ sẽ sống. Ôi, nè. Cổng công nghệ thì sao? Hai, ôi, Lucid đá Ken nhìn qua kia bờ. Ôi, sao không công chính xác? Ken nhìn, ôi, nhưng mà làm gì nữa đây? Ken nhìn làm gì được đây? Ken nhìn anh ta còn chiêu cuối không? Anh ta còn chiêu cuối, nhưng mà anh ta quyết định sẽ giữ lại chiêu cuối thôi. Vâng, giữ lại chiêu cuối là hợp lý rồi. Và đó sẽ là mạng tiếp theo dành cho bên phía của D+ Kia, 15 năm về điểm hạ gục. Họ có đầy đủ thông tin, Ken nhìn có tốc biến. Việc tiến vào khu vực Hamadon là có, nhưng cướp được hay không thì là câu chuyện khác. Có giày vò kết hợp với trừng phạt, có nổ lông cước để đẩy ra. Kenyon đã bắt đầu từ từ đi vào Baron, còn khoảng chừng 3.000 máu. Kim phía trên lao xuống, Baron được giữ cho DK. Phía bên ngoài này gấu được thả tốt, khi Genji làm choán thành công. Và họ bắt giữ được Chuby, dứt điểm được Chuby. Genji tan vỡ hoàn toàn, họ đã mất đi rừng, họ đã mất đi đường giữa. Hoặc có thể mất luôn cả ván đấu với bộ lợi Baron này khi mà DK chuẩn bị đẩy thẳng vào. Chắc chắn là sẽ có thể endgame từ từ bên phía DK rồi. Lucid thì đang dí theo Lehen. Những đòn đánh thường thì không thể hụt. Sóng âm, ôi, sóng âm hụt tiếp. đổi ca. Kinh gần vào thay. Thôi, DK bảo là thôi, không cần phải dí theo Lehen nữa. Ăn trụ là ngon rồi, nhưng mà sóng âm như thế thì dí theo làm gì nữa trời. Sau khi Lucid đá sóng âm vào mắt bên trái của chúng ta, anh ta ngừng lại một nhịp, chờ thời gian hồi chiêu. Đá nút cái sóng âm vào mắt bên phải. Sau khi tất cả khán giả đã mù tạm thời thì Lehen về nhà được. Khoảng thời gian còn bộ lợi Baron của DK là 2 phút. Tôi không biết là 2 phút này có đủ để họ lấy nhà lính hay không? Hay không? Họ đang bắt đầu tiến vào. Đây là trụ 3. Genji vẫn chưa thể mở được. Bắt tay thành công. Kim phải cắt và sắc về. Gấu cũng đã được thả. Kim mất máu nhiều quá. Emin lao thẳng lên. Chuby cũng đã tới. Chung một cú gói hàng cực đẹp vào đội hình của DK. Nhưng hợp lực chất điên loạn đã được thả ra. Không ngăn chặn DK. Ôi. Đây cũng đâu phải là LCK đâu quá, đây là giải bánh tráng mở rộng thưa các bạn khán giả. Thì xem là ai lập bánh tráng hay hơn. Ôi, đây chúng ta trở lại rồi, Pay bị bắt, Pay sẽ nằm lại. Ơ, cái gì vậy? Ơ, tự nhiên Genji lại thua à? Trời ơi. Một tình huống... đổi dòng thời gian, Lucid đã đá được Chuby về. Đồng đội của ta đang đợi và Emin chuột lỗi gầm rất nhiều giáo vào Chuby. Và anh ta dứt điểm Chuby. DK vẫn làm được, lợi thế của họ vẫn được cụ thể hóa thành một thắng lợi trong ván đấu đầu tiên này. Còn quá nhiều thời gian điểm số của Bay và Chuby. DK thắng ván đấu đầu tiên rồi. Vâng, thưa các bạn, đúng là giải đấu tôi yêu, với rất nhiều những cái kịch bản có thể xảy ra.